Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của DNA Auto. Và trước mặt mọi người đây là một chiếc xe Ford Ranger Wildtrak đời 2023. Và gần đây, đây là một cái mẫu xe được nói đến nhiều nhất. Tuy nhiên là đến với DNA Auto thì mọi người cũng biết rồi, DNA Auto chuyên cung cấp các cái sản phẩm về phụ kiện cho xe bán tải. Thì hôm nay Lợi sẽ cùng với cả mọi người chúng ta cùng đi xem một cái mẫu nắp thùng cuộn cơ dành cho xe Ford Ranger Wildtrak đời 2023 mọi người nhé. Ok, thì đây vẫn là một cái mẫu mà option option 4x4 và dạng cuộn cơ mọi người ha. Thì mọi người có thể thấy đây là cái form của nó khi mà ráp lên chiếc cái xe Ford Ranger Wildtrak 2023. Về cái thiết kế của cuộn thì gần như là nó không có cái sự thay đổi, tuy nhiên nó có một vài cái điểm điều chỉnh để phù hợp hoàn toàn với cái mẫu xe Ford Ranger 2023. Thì mọi người thấy rằng là cái xe Ford Ranger 2023 mà cái bản Wildtrak đó, thì mọi người có thể thấy cái thanh thể thao Wildtrak là một cái sự khác biệt hoàn toàn so với cái thanh thể thao Wildtrak cũ, đúng không ạ? Cái thanh Wildtrak cũ thì hoàn toàn là nó bằng nhựa và nó kín, nó thành một cái dạng như hình hộp luôn. Cái thanh Wildtrak mới này thì là nó có cái tay này, đó, cái tay này nó giống như là cái dạng thanh dọc ở trên nóc như vậy đó. Đó thì cái thanh này thì Lợi thấy rất là hay. Đó là chúng ta có thể là bắt được những cái thanh ngang đó từ bên này qua bên kia khi mà chúng ta chưa có bắt cái nắp thùng cuộn đó. Tuy nhiên là cái nắp thùng cuộn thì nó cũng có các cái rãnh để chúng ta có thể bắt được những cái thanh ngang từ bên này qua bên kia đó, thì chúng ta có rất là nhiều lựa chọn với cái thanh thể thao Wildtrak như thế này đó. Thì với cái thanh thể thao Wildtrak như thế này thì chúng ta không thể bắt cái nắp thùng cuộn vô cái thanh thể thao Wildtrak giống như cái bản 2020 được. Thì đây Lợi sẽ chỉ cho mọi người coi nhé, chúng ta cùng coi phía bên trong là chúng ta sẽ thấy. Ở bên trong ấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái nắp thùng cuộn ấy nó được bắt với cái dạng cố định bằng những cái pad giống như là cái nắp thùng cuộn dành cho xe Ford Ranger 2022 trở về trước. Tuy nhiên là những cái pad của nó sẽ bắt trực tiếp vô cái thành thùng. Đó, nó bắt trực tiếp vô cái thành thùng mọi người nhé. Đây là những cái pad này, bắt trực tiếp vô cái thành thùng. Nó không có bắt vô cái thanh thể thao Wildtrak nữa. Đó, nói chung là cái nắp này ấy, nó sẽ rời so với cái thanh luôn. Đó mọi người ha. Đó là chỉ khác một chút về cái cách mà chúng ta bắt cái thanh thể thao vào cái thành thùng của xe Ford Ranger Wildtrak 2023. Nó không giống như là những cái đời xe Ford Ranger Wildtrak cũ. Ngoài ra ở phía bên này thì nó sẽ có một cái gioăng chống nước, vì cái nắp thùng này á, nó nằm ở phía trên cái mặt phẳng của cái thanh thể thao luôn. Đó nên là nó cần một cái gioăng chống nước đó, chạy từ đằng sau này về cái đằng trước giáp cabin luôn, để cho nước khi mà chúng ta chảy từ bên cạnh này á, nó sẽ chảy ra bên ngoài luôn mọi người nhé. Đó. Thì đây là một cái thiết kế mà khác biệt nhất của cái nắp thùng cuộn dành cho xe Ford Ranger 2023. Đó, là nó cao lên và nó cần một cái tấm gioăng nó đi ra ngoài. Đó, còn cái nắp thùng cuộn cũ thì nó sẽ có vẻ như nó liền lạc hơn cái mẫu 2023 này. Đó, tuy nhiên là cái thiết kế này với cái xe 2023 thì Lợi thấy nó thực sự là nó phù hợp. Thì về tổng quan của cái nắp thùng á, thì bên dưới này mọi người vẫn thấy là nó có một cái chốt đó, để chúng ta khi mà chúng ta muốn khóa đấy thì chúng ta vặn cái chốt này qua bên tay trái là chúng ta sẽ khóa được cái nắp. Bên cạnh đó thì nó sẽ vẫn trang bị là một cái đèn đó, cái đèn led có 6 bóng nhé. Cái này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta lấy cái hàng vào ban đêm. Thì ngoài ra thì nó cũng có một cái dây, chắc chắn là chúng ta phải có một cái dây rồi, khi mà chúng ta kéo cái nắp thùng từ phía bên trong ra thì chúng ta cần phải có một cái dây. Thì vẫn là một cái hệ thống khóa cơ đó như bình thường mọi người ha, đi kèm hai cái chìa khóa. Thì ở đây Lợi demo cho mọi người coi nhá, khi mà chúng ta xoay cái chìa này lên phía bên trên này đó, xoay thẳng lên bên trên đó, chúng ta nhìn cái ổ khóa ở đây, thì khi chúng ta nhấn xuống này đó, cái ổ khóa này nó sẽ mất tác dụng đó, nó mất tác dụng mà chúng ta không mở được cái nắp thùng đó. Khi mà chúng ta xoay nó ngang ra này đó, mọi người thấy không, xoay ngang ra này thì chúng ta nhấn nó xuống đó là cái hệ thống khóa nó sẽ mở được đó, và cái nắp thùng nó sẽ tự động nó chạy vô bên trong đó. Mọi người nhớ giúp Lợi nha, là khi mà chúng ta muốn khóa thì chúng ta hãy xoay cái chốt này qua bên trái mọi người ha. Ok, thì nó rất đơn giản như vậy thôi. Trên xe Wildtrak đó thì nó sẽ có một cái khóa cơ ở phía đằng sau luôn đó, nên là khi mà chúng ta muốn khóa
an toàn hơn cho cái hàng hóa bên trong xe, thì ngoài cái việc chúng ta khóa cái nắp thùng, chúng ta có thể khóa luôn cái bừng xe mọi người ha. Nếu mà chúng ta không muốn khóa cơ thì chúng ta có thể đổi sang một cái lựa chọn khác, đó là cái khóa bằng điện. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái chìa khóa zin đó thì chúng ta lock cái xe thì là cái bừng sau nó sẽ khóa luôn. Thì như vậy thì chúng ta sẽ đỡ tốn cái thời gian và cái công sức khi mà chúng ta phải rút cái chìa khóa cơ ra để khóa cái bừng sau của xe Wichuk. Ok, thì như vậy là Lợi và mọi người chúng ta vừa đi qua chi tiết và tổng quan của cái mẫu nắp thùng cuộn cơ dành cho xe Ford Ranger Wichuk 2023. Thì mọi người cũng thấy nắp thùng cuộn là một cái lựa chọn hàng đầu của các cái chủ xe bán tải hiện nay. Thứ nhất là khi mà chúng ta ráp lên như thế này thì chúng ta lưu thông một cách bình thường và không cần phải hoán cải. Đó là một cái ưu điểm mà rất là nhiều anh để lựa chọn cái nắp thùng cuộn. Cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta mở cái nắp thùng cuộn ra như thế này thì toàn bộ cái không gian đó ở phía bên trên chúng ta có thể sử dụng một cách rất rất là thoải mái, giống như là chúng ta chưa có sử dụng nắp thùng vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn đó, chở những cái hàng mà kín đáo đó, thì chúng ta có thể đóng cái nắp thùng này lại như thế này. Đôi khi là chúng ta chở những cái hàng mà không muốn cho người khác người ta nhòm ngó, đúng không ạ? Không muốn cho những cái người đi đường người ta tò mò, thì chúng ta có thể đóng lại như thế này. Tuy nhiên là mọi người hãy lưu ý, cái nắp thùng cuộn nó sẽ có một cái nhược điểm, đó là nó không có chống nước 100% mọi người ha. Mọi người lưu ý nha, những cái mẫu mà nắp thùng cuộn cải tiến như bây giờ ấy thì nó chống nước rất là tốt, tuy nhiên là vẫn không được 100%. Chỉ có một số những cái mẫu nắp thùng vô cùng đặc biệt thì nó sẽ có thể chống nước được 100%. Thì cái đó nếu mà mọi người muốn biết sâu hơn thì có thể liên hệ tới nhân viên tư vấn tại DNA Auto. Như vậy là Lợi đã giới thiệu cho mọi người về cái mẫu nắp thùng cuộn dành cho xe Ford Ranger 2023 vô cùng là mới, vừa mới ra mắt ở Sài Gòn luôn mọi người nha. Lợi và team DNA cũng rất là vui khi được khách hàng luôn luôn tin tưởng và giao những cái chiếc xe mà mới nhất ở những cái đời xe mới nhất cho chúng tôi làm những cái mẫu nắp thùng như thế này. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video đến giờ phút này, và mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để chúng ta xem thêm các cái mẫu nắp thùng và đồ chơi cho xe bán tải mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.